Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Em tiếp tục lên hai con bò cái Sinter nha, hai bò chạy 5-6 tháng tuổi nha cô bác anh chị. Đó, một con thì đôi giữa sái lưng là 9 tấc 9 nha, một con đôi giữa sái lưng là 1m02 nha cô bác anh chị. Hai con xương sóc cũng khá là ok, xương con nào nó cũng tròn lắm nha. Thì hai bò này muốn bán giá là 30 triệu nha cô bác anh chị, 30 triệu bao vận chuyển nha cô bác anh chị nha. Cái mặt này, mặt cái xương này, cái này chắc đầu trụi luôn á. Cái mặt này lu bạc ha, đó xương lưng này, chiều nặng bò này là 1m02 nha cô bé anh chị. Xương này lớn xương nha, xương tròn đó, gúng gúng chuyền bà bé nhìn nè, nhỏ nhỏ mà cái dần vũ hết biết không, thấy không, lưng đo luôn nha cô bé anh chị. Rồi em quay cái đuôi này, trời cái đuôi này không, nhìn thấy cái đuôi này, cái đuôi đã không, cái đuôi chập bá nhỏ nhỏ với cái đuôi rất là lớn nha các bé anh chị. Nè, con này cũng vậy nha, nhỏ nhỏ nhưng mà cái đuôi nó chập bá luôn nha, chứ nè, xương sóc thì ok hết nha, con nào cũng lên đầu hết nha các bé anh chị. Nè, xe mặt này, xem mình coi xe mặt cái không, hai bò này chắc đầu trụi quá, này, xe mặt này, sao chưa thấy nhúng sừng, chân cẳng móng sọ hết nha cô bé anh chị, đây, chân cẳng thẳng hớm nha, đúng rồi, con nào cũng cúng chuyền bài bản hết nha, vú hết cô bé anh chị, à, con này cái dài vú nhiều mà cái vú còn hơi nhỏ ha, bò nhỏ mà đẹp cực kỳ nha cô bé anh chị. Để luôn 30 triệu sở hữu cặp bò nhỏ mà đẹp nha, cặp bò này vừa túi tiền với cô bé anh chị nha mà đẹp nữa. Đó, cu bạc không đã không, quay tổng thể cho cô bé anh chị mình xem, bò này mới vô dây đứng chịu đứng tướng hơi xấu nha cô bé anh chị. Hai bò này là khá là ok, nhỏ nhỏ thiệt, tuy là nhỏ nhưng mà khá là ok. 30 triệu nha cô bé anh chị, em bao vận chuyển nha. Xương sóc con nào cũng ok hết nha. Bò này 5-6 tháng tuổi nha cô bé anh chị. Rồi, cảm ơn cô bé anh chị đã theo dõi video của em nha.